Cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi trong video về chuyển đổi sang các dịch vụ trung tâm khu vực cho người lớn. Các chủ đề mà chúng ta sẽ thảo luận hôm nay là Ai được coi là người trưởng thành? Quyền bảo hộ người lớn là gì? Và các lựa chọn thay thế cho quyền bảo hộ. Lập kế hoạch chuyển đổi. Dịch vụ trung tâm khu vực. Kế hoạch chương trình cá nhân. Phúc lợi công cộng. Chương trình trong ngày cho người lớn Việc làm, dịch vụ sống độc lập, các lựa chọn cách phương thức sống và nhà chăm sóc nội trú. Tại Cali, những người thân yêu của chúng ta được bảo vệ bởi hai đạo luật. Đạo luật Lanterman quy định các trung tâm khu vực và cung cấp các dịch vụ cho người khuyết tật phát triển được nhận hỗ trợ để giúp họ có cuộc sống độc lập hơn. Điều này có nghĩa là gì? Đạo luật Lanterman đảm bảo nguồn lực hỗ trợ trọn đời cho những người thân yêu của bạn sau khi họ học xong hoặc khi họ tốt nghiệp từ trường. IDEA, Individual Disability Education Act, còn được gọi là đạo luật giáo dục cá nhân khuyết tật, quy định các dịch vụ có sẵn thông qua hệ thống trường học cho đến 22 tuổi hoặc trừ khi người thanh niên nhận bằng tốt nghiệp sớm hơn. Nếu người đó dưới 22 tuổi thì hệ thống trường công lập phải cung cấp cho một nền giáo dục công lập phù hợp miễn phí gọi là FAPE theo đạo luật giáo dục cá nhân khuyết tật IDEA. IDEA là một đạo luật liên bang Luật về độ tuổi hợp pháp của Cali quy định rằng, một cá nhân đạt đến độ tuổi trưởng thành, còn gọi là age of majority, hoặc độ tuổi mà một cá nhân được coi là người lớn về mặt pháp lý khi người đó đủ 18 tuổi. Ngoài việc ký các tài liệu như là IEP trong hệ thống trường học hoặc IPP ở trung tâm khu vực và bất kỳ tài liệu pháp lý nào khác, sẽ có nhiều trách nhiệm khác của người lớn và phụ huynh cần xem xét mức độ năng lực của con mình so với các trách nhiệm đó. Khi con cái đủ 18 tuổi, cho dù có khuyết tật hay không, họ là người lớn hợp pháp và đi kèm sẽ là một danh sách dài về các trách nhiệm của một người trưởng thành như là nộp thuế tiểu bang và liên bang. Bầu cử Đưa ra quyết định y tế Bồi thẩm đoàn Đăng ký thẻ tín dụng Tham gia vào các hợp đồng như cho thuê và mở tài khoản ngân hàng của riêng họ Kết hôn mà không có sự đồng ý từ phụ huynh Trời cờ bạc Và phụ huynh không bắt buộc phải có trách nhiệm pháp lý phải hỗ trợ con cái đã trưởng thành Vậy, chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ những người thân yêu của mình? Có cách nào để chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ con mình đưa ra những quyết định sáng suốt và đầy đủ thông tin hay không? Và rồi chúng ta lại phát hoảng lên khi nghĩ tới khuyết tật của con mình và bao nhiêu trách nhiệm sẽ trót lên đôi vai con. Xin bạn hãy hít thở dài và giữ bình tĩnh, vì kế tiếp chúng ta sẽ xem xét các lựa chọn hiện đang có sẵn. Bảo hộ là một lựa chọn thay thế dành cho phụ huynh để tiếp tục hỗ trợ con cái đã trưởng thành trong việc đưa ra quyết định. Bảo hộ là một thủ tục của tòa án. Trong đó, thẩm phán trao cho một người có trách nhiệm các quyền nhất định để chăm sóc một người lớn khác bị khuyết tật về phát triển và là khách hàng của trung tâm khu vực. Người chịu trách nhiệm được gọi là người bảo hộ hạn chế. Và người bị khuyết tật được gọi là người được bảo hộ hạn chế người bảo hộ thường như không phải lúc nào cũng là các thành viên trong gia đình, thí dụ như cha mẹ hoặc anh chị em. Quá trình này thường bắt đầu khi con bạn được 17 tuổi 6 tháng hoặc 17 tuổi 9 tháng. Bạn có thể thuê luật sư tư nhân hoặc bạn có thể tự mình làm việc đó với sự trợ giúp từ trung tâm tự lực thông qua tòa án cấp cao. việc bảo hộ không được quản lý bởi trung tâm khu vực. Nhưng điều phối viên dịch vụ của bạn có thể cung cấp thông tin về việc này. Nếu con bạn đã trên 18 tuổi, xin đừng quá lo lắng. Bạn vẫn có thể nộp đơn xin quyền bảo hộ ở mọi lứa tuổi. Nhiệm vụ của người bảo hộ hạn chế là giúp người được bảo quản hạn chế phát triển khả năng tự lực và độc lập tối đa. Vì người lớn bị khuyết tật về phát triển thường có thể tự mình làm nhiều việc. Tòa thẩm phán sẽ trao quyền hạn chế cho người bảo hộ làm những việc mà người được bảo hộ không thể làm khi không có sự giúp đỡ. Có người bảo hộ là một quyết định rất cá nhân và sẽ khác nhau đối với mỗi gia đình. Đối với những gia đình không muốn bảo hộ người thân yêu của họ, có những lựa chọn thay thế mà giờ chúng ta sẽ xem xét sơ lược. Một giải pháp thay thế cho quyền bảo hộ là hỗ trợ đưa ra quyết định có tên là supported decision making, viết tắt là SDM. Hỗ trợ ra quyết định giống như tên gọi vậy, đấy là việc giúp đỡ hoặc hỗ trợ ai đó để họ có thể đưa ra quyết định của riêng mình. Việc đó có nghĩa là tìm kiếm các công cụ và hỗ trợ để giúp người khuyết tật hiểu thực hiện và truyền đạt các lựa chọn của chính họ. Hỗ trợ họ đưa ra quyết định của riêng họ và từ đó được bảo vệ quyền tự chủ. Việc đó không có nghĩa là đưa ra quyết định thay cho họ. Các thỏa thuận ra quyết định được hỗ trợ có tên là SDMAs, Supported Decision Making Agreements, sẽ xác định sự hỗ trợ mà người khuyết tật muốn và ai sẽ hỗ trợ trong từng lĩnh vực kế hoạch có thể tùy chỉnh theo nhu cầu của người dùng. Supported Decision Making SDMA được ký, công chứng và có thể được đính kèm với các tài liệu ràng buộc pháp lý, chẳng hạn như chương trình giáo dục cá nhân hóa IEP, giấy ủy quyền lâu dài, biểu mẫu bảo vệ thông tin y tế HIPAA hoặc biểu mẫu người đại diện nhận tiền an sinh xã hội SDMAs có thể giúp một người tự vận động thực hành hỗ trợ đưa ra quyết định SDM tại trường học. Trong môi trường y tế và hơn nữa. Bây giờ chúng ta đã biết về các tùy chọn của mình, kế tiếp chúng ta sẽ nói về kế hoạch chuyển tiếp. Kế hoạch chuyển tiếp có thể bắt đầu tại trường học vào năm 16 tuổi. Bạn có thể mời điều phối viên dịch vụ của mình tham gia vào các cuộc họp này kế hoạch chuyển đổi có thể được thực hiện giữa trường học và trung tâm khu vực. Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào mức độ chủ động của bạn. Đây là danh sách những điều có thể được giải quyết trong quá trình chuyển đổi. Giáo dục hậu trung học. Hậu trung học nghĩa là bất kỳ chương trình nào sau năm trung học do trường cung cấp. Giáo dục về nghề nghiệp việc làm tổng hợp, bao gồm cả việc làm được hỗ trợ. Chương trình giáo dục tiếp tục cho người lớn, dịch vụ hỗ trợ cho người lớn, sống độc lập và tham gia vào trong cộng đồng. Tất cả các dịch vụ khác được cung cấp từ trung tâm khu vực. Nói đến trung tâm khu vực, chúng ta hãy tập trung vào những dịch vụ được cung cấp. Tất cả các dịch vụ thông qua các trung tâm khu vực phải được nêu rõ trong kế hoạch chương trình cá nhân gọi là ipp individual program plan kế tiếp chúng ta sẽ thảo luận về ipp là gì và ipp nên bao gồm những gì một ipp kế hoạch chương trình cá nhân hóa xác định các mục tiêu dịch vụ và sự hỗ trợ để bạn có thể độc lập hơn và trở thành một thành viên có giá trị của cộng đồng bạn có quyền yêu cầu một ipp bằng văn bản liệt kê các mục tiêu tương lai của bạn và những dịch vụ bạn muốn và cần. Thỏa thuận bằng văn bản này là hợp đồng giữa bạn và trung tâm khu vực. Thỏa thuận được viết theo cách mà bạn có thể hiểu được. Những điều cần cân nhắc bao gồm: Sống ở đâu? Sống với ai? Đi làm hoặc đi học ở đâu? Có bạn bè là ai? Làm gì để giải trí? Làm gì trong tương lai? Bạn muốn và cần những dịch vụ và hỗ trợ nào? IPP là một kế hoạch hành động nói về sự hỗ trợ bạn cần để sống theo cách bạn muốn. Điều quan trọng là trung tâm khu vực phát triển của một IPP đáp ứng nhu cầu của bạn và phản ánh các lựa chọn và sở thích của bạn. Cuộc họp IPP của bạn sẽ xác định các dịch vụ sống độc lập và hướng nghiệp sẽ được bao gồm trong IPP của bạn. Các dịch vụ dành cho người lớn có khuyết tật tập trung vào các nguồn lực tác động đến tất cả các khía cạnh trong cuộc sống của một người trưởng thành. Bao gồm việc làm, nhà ở, đời sống cộng đồng và giáo dục sau trung học. Thông thường, điều phối viên dịch vụ chuyển đổi của bạn sẽ giúp bạn cho đến khi mọi thứ được ổn thỏa sau khi rời khỏi hệ thống trường học. Ví dụ, như bạn sẽ sống ở đâu nếu bạn tiếp tục đi học, nhận lớp đào tạo nghề nghiệp hoặc thực tập việc làm và tất cả các sắp xếp khác. Sau đó, bạn sẽ được chuyển đến đơn vị nhà ở dành cho người lớn và sinh sống tại đó trọn đời. Các dịch vụ cho người lớn xoay quanh việc hòa nhập cộng đồng, quyền tự quyết và quyền độc lập có thể bao gồm nhưng không giới hạn ở, hỗ trợ tiếp cận cộng đồng, tài nguyên hoặc các quyền lợi như SSI, an sinh bổ sung là khoản thanh toán từ liên bang chính phủ dành cho người khuyết tật. Và IHSS là dịch vụ hỗ trợ tại nhà. Phần này được quản lý bởi quận nơi bạn sinh sống và bộ phận hỗ trợ tại nhà là để người khuyết tật có thể sinh sống tại nhà của họ và duy trì quyền độc lập. Các dịch vụ cho người lớn khác có thể là các chương trình trong ngày, hỗ trợ về việc làm, đào tạo kỹ năng sống độc lập, tùy chọn sống đào tạo bên ngoài nhà, các lựa chọn sinh sống và sắp xếp vào nhà chăm sóc cư trú. Và chúng ta sẽ thảo luận chi tiết hơn về tất cả những dịch vụ này. Các chương trình trong ngày là một lựa chọn khác cho những người thân yêu của chúng ta. Các chương trình ngày làm việc hỗ trợ người tiêu dùng không còn đi học và chủ yếu tập trung vào các kỹ năng công việc. Họ thường hoạt động 6 giờ một ngày, thông thường là từ 8 giờ sáng đến 2 giờ chiều hoặc 8 giờ 30 sáng đến 2 giờ 30 chiều. Những người làm việc trong cộng đồng cũng có thể có một người hỗ trợ đào tạo công việc được tài trợ bởi Bộ Phục hồi Chức năng Department of Rehabilitation, viết tắt là DOA hoặc tài trợ từ trung tâm khu vực SHARC. Các chương trình trong ngày là chương trình cộng đồng dành cho những cá nhân được phục vụ bởi trung tâm khu vực. Các chương trình này khả dụng khi những dịch vụ đó được bao gồm trong kế hoạch chương trình cá nhân IPP của họ. Các dịch vụ chương trình trong ngày có thể ở một địa điểm cố định hoặc bên ngoài cộng đồng và như đã đề cập, có nhiều loại chương trình trong ngày khác nhau. Những khách hàng của trung tâm khu vực có mong muốn được tuyển dụng và đã thể hiện các kỹ năng làm việc phù hợp sẽ được giới thiệu đến bộ phục hồi chức năng DOA có tên là Department of Rehabilitation. Trung tâm khu vực và DOA hợp tác rất chặt chẽ với nhau để hỗ trợ những khách hàng của trung tâm khu vực mong muốn có việc làm nếu được xác nhận là đủ điều kiện, DOA sẽ hỗ trợ người tiêu dùng tìm việc làm được trả lương phù hợp. DOA sẽ giới thiệu các khách hàng của trung tâm khu vực đến một cơ quan hỗ trợ việc làm. Cơ quan tuyển dụng hỗ trợ việc làm này sẽ cung cấp một người đào tạo việc làm để hỗ trợ người khuyết tật tại nơi làm việc của họ. Dịch vụ đào tạo việc làm sẽ được cung cấp trong một khoảng thời gian giới hạn để hỗ trợ giúp khách hàng làm quen với trách nhiệm của công việc. Các trang web được liệt kê từ DDS và từ San Ares có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn. Kỹ năng sống độc lập, gọi là Independent Living Skill hoặc ILS sẽ đào tạo và hỗ trợ cho người lớn bị khuyết tật về phát triển hoặc khuyết tật trí tuệ để có thể đạt được sự độc lập cao hơn khi sống với người khác hoặc để có được và duy trì những kỹ năng đó để sống độc lập. Các dịch vụ ILS nên bắt đầu khi cá nhân đó vẫn đang sống ở nhà để họ có thể sống một mình thành công. Các dịch vụ ILS chủ yếu tập trung vào các hoạt động tự lực cơ bản mà tất cả chúng ta đều làm khi trưởng thành và có thể bao gồm bất kỳ hoạt động nào sau đây quản lý tiền bạc, mua sắm, chuẩn bị bữa ăn, chăm sóc sức khỏe và y tế, giặt ủi, vận động chính sách và hỗ trợ tâm lý xã hội. Có nhiều lựa chọn trong cách sinh sống cho người trưởng thành là khách hàng của trung tâm khu vực. Tất nhiên, một khách hàng trưởng thành có thể tiếp tục sống trong nhà của gia đình nếu đó là điều họ và gia đình họ mong muốn. cũng có một số tùy chọn khác có sẵn cho các chương trình cư dân phi y tế như là nhà chăm sóc cư trú, nhà tập thể và chúng ta sẽ thảo luận trong giây lát, có các cơ sở cư trú dành cho người lớn. Các chương trình sinh sống có hỗ trợ, có nghĩa là người đó sẽ sống trong một apartment với một người chăm sóc. Bạn phải trả tiền cho căn apartment, thức ăn và thức uống giống như bất kỳ ai khác. Chi phí cho lương của người chăm sóc sẽ được trả từ trung tâm khu vực SHAR. Ngoài ra còn có chương trình sống bán tự lập. Đối với nhà chăm sóc cư trú, residential care homes, viết tắt là RCHs. Tất cả RCHs được tài trợ bởi tiền an sinh xã hội của cư dân và khoản bổ sung SR hàng tháng. Mỗi cư dân được cung cấp một khoản tiền PI, khoản tiền cá nhân và phát sinh hàng tháng để mua những thứ như dầu gội đầu và các vật dụng cá nhân khác. Shark cấp quỹ cho RCHS từ cấp 2 đến cấp 4Y. Cấp 2 là cấp thấp nhất và cấp 4Y là cấp cao nhất. Ví dụ, những người ở nhà cấp 2 sẽ khá độc lập và có thể có việc làm. Tự đi xe buýt đến nơi làm việc và đến trạm y tế xã hội. khi cấp độ tăng lên, nhu cầu của cư dân tăng lên, tỷ lệ nhân viên giảm xuống và chi phí của ngôi nhà tăng lên. Đây có một số trang web hữu ích có thể cung cấp thêm thông tin về các chủ đề mà chúng tôi đã đề cập. Một lần nữa, xin cảm ơn bạn đã tham gia cùng chúng tôi. Hy vọng bạn tìm thấy được nhiều thông tin hữu ích từ buổi thuyết trình này. Xin chân thành cảm ơn.